Long xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần May Thiên Hà, đơn vị sở hữu nhãn hàng chăn ra gối nệm Hometech, Champa Resort và Hòn Rơm 2 Resort đã đồng hành cùng Long trong bộ phim này. Nắng quá. Chuyện gì vậy cả? Sao mà quýnh gì mà quýnh dữ? Nhỏ quýnh lớn là sao? Hả? Mày súng mà nó súng kìa. Mày quá đi. Mày hả? Mày hả? Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trời, gì vậy? Ủa, tôi quýnh thằng nhỏ giúp anh mà anh còn ba tôi đó. Quýnh tiếp đi bà. Vô duyên. Tiếp đi bà. Quýnh cái gì vậy? Đúng thật là sơn sát. Cha con người ta cũng nhảy vô là cái gì cũng biết. Ai ngờ cái thằng nhóc xíu vậy mà lại là cha của thằng bự con. Thiệt là giống tốt. Cái gì vậy trời? Ý, khoan đã. Anh sợ đau lắm. Yên tâm, em rất là giỏi mấy cái vụ này. Anh phải để tâm lý thật là thoải mái. Bởi vì càng thoải mái thì càng dễ ra. Nghe em, anh mà căng thẳng, lắc qua lắc lại, chợt hứng một cái là chảy máu. Đau lắm đó. Nhưng mà thôi, cho anh xin cái điểm tựa nha. Một, hai, ba. Dừng lại. Tụi mày làm cái gì vậy hả? Đứng yên ngồi xuống. Đứng yên ngồi xuống là sao bác Tư? Là giữ nguyên hiện trường. Dạ. Bỏ cái tay ra. Mày làm cái gì, mày rên cái gì hả? Dạ. Bác Tư nói giữ nguyên hiện trường. Tôi nói giữ yên thôi. Mày cầm cái đầu mày kéo vô làm cái gì hả? Quay làm cái gì hả? Một đứa là anh rể, một đứa là em vợ. Tụi mày làm cái gì mà nặng phọt ra rồi chảy máu cái gì hả? Dạ. Cái tay con bị sốc dầm á, cái con không biết làm sao. Cái Mận nói là để Mận giúp. Ý dạ. Thôi con đi trước á. Anh Thọ. Anh tía này. Tía cái gì? Tự nhiên hả, con đang chăm sóc cho anh Thọ, tự nhiên cái tía ra như cái khúc mã gây cứng, không có nặng được cái gì hết trơn á. Con đi chăm sóc cho anh tiếp đây. Anh Thọ. Con nhỏ này. Còn cái thằng kia nữa. Nặng cái dầm mà nó rên hừ à. Không được. Có khi nào tình chị duyên em không trời? Khổ ghê luôn thiệt. Alo. Thăm hả con? Về quê gấp nha. Công việc gì bận bỏ hết. Bỏ công việc nước ngoài đi. Về gấp nha. Ừ, có biến rồi con ơi. Phải theo tụi nó mới được. Cái sợ là dì Năm buồn thì tía nên lấy dì Năm đi, đã cho dì Năm đỡ buồn. Mày điên hả? Qua bên đó hỏi lấy cưới bạn, không biết bạn có chịu hay không. Nếu như mà tình yêu của anh là tình yêu thật sự thì không thể nào dễ dàng đánh mất được. Có bao giờ nóng lên tôi nói một tiếng mày không?
Bây giờ muốn gì con quỷ cái. Bây giờ giấy tờ đem ra đây, cái ly dị liền đi hết. Nhà nhà ai, cái căn nhà này chia làm đôi, con là mỗi người đứa. Vậy đi cho xong. Em khó nuôi dữ lắm. Rồi cái đầu em không có tóc luôn. Thì mọi người mới sợ là em hói giống tía. Nên là đem ra gốc mận á, xí bộ bưng em. Cái lúc á, về nha, em dễ nuôi cực kỳ. Ủa, Thấm đâu? Không có Thấm, mà có mận được không? Anh nè, hẹn sớm nha em. Người nhà là mình phải lăn xe lên. Mới mốt tôi về nhà với ông á, ông cũng lăn xe tôi vậy. Xin cô hãy dừng bước chân cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên loài quá dài. Sau chuyện tình gian dở tìm chốn thiền môn để vùi chôn tuổi xuân thì sao ni cô không nói một lời cô... thiếu cái gì vậy ta? Út ơi, Út ơi, Út, Út, trời ơi, cái gì vậy ông? Con đang làm việc nhà, ông kêu con làm gì? Làm ghét ghê, kêu không làm gì? Lỡ người nghe, nè, làm việc nhà bỏ qua hết đi. Thầy đem nó nghe. Cho ông xin phát đi. Trời ơi, ông sáng giờ ông hai phát rồi đó. Rồi lỡ cô thấy là chết cũng luôn á. Yên tâm đi, ông nhìn hết rồi. Không có ai thấy chơi cái trời á. Con không phải là đàn ông, con không hiểu đâu. Một khi mà cái ham muốn, cái thèm khát mà nó lên á, ngang không nổi. Chân ông giật rồi. Không biết chưa, nói chuyện con ông cũng chịu nổi đó. Trời ơi, rồi ông nhắn không chịu nổi không? Rồi lỡ giữa chừng rồi ông đột quỵ, chết con luôn hả? Một khi ông nó đòi hỏi rồi là anh, ông phải hiểu được cái sức của ông như thế nào. Được, có chuyện gì xảy ra là ông chịu trách nhiệm cho, nghe. Con chỉ cần đứng yên thôi được rồi. Thôi không nói nhiều nữa. Đây, đây. Một nhát nữa thôi nha. Rồi, hứa thôi nha. Buông cơ thể nhau ra. Trời ơi, tôi không ngờ cô là một người đàn bà khốn nạn, bại hoại gia phong, suy đồi đạo đức. Một người đàn bà đàn bà gì anh Thọ? Bình tĩnh đi. Một người đàn bà bình tĩnh gì đấy? Ý anh nói là chú bình tĩnh đi. Làm sao mà bình tĩnh được, anh đứng đây không nhìn thấy cái cảnh đó sao mà bình tĩnh? Anh im đi, tự nhiên cái anh đi vô nhà người ta anh không thông báo, đứng đây la làng la lối làm sao? Ôi, cũng may là tôi không thông báo tôi mới thấy cái cảnh này đấy. Chứ tôi mà thông báo làm sao tôi thấy cảnh này được. Từ sáng đến giờ mấy phát rồi? Thì hai phát. Phát này là thứ ba nè. Tôi nó còn nhớ nó phát là như nó nói với em anh thôi. Anh nói là bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Mẹ, ba phát mà còn bình tĩnh gì nữa. Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. À, được ơi, nghe ông nói nè. À, cho ông có ý kiến nhẹ một cái. Ông ngậm mồm lại đi. Được. Được cái gì nữa, em nói đúng quá mà. Tới giờ phút này ông không đủ tư cách để nói chuyện, ông biết không? Trước giờ con nghĩ ông là một cái gì đó nó cao cả, một cái gì đó để con học hỏi theo. Mà con không ngờ ông lại sống bẩn như vậy. Cái gì? Ông là một người đàn ông không chung thủy sau khi vợ mất. À đúng rồi, cô là một người đàn bà không chung thủy. Mày chửi người ta từ nãy giờ, bây giờ mày mới nhớ câu chửi rồi hả?
cảm ơn ông, nhờ ông mà con nhớ ra đó. Cô là một người đàn bà không chung thủy. Ê đập, mày im đi nha, nãy giờ tao nhận mày nhiều rồi nha. Ôi trời, bây giờ nó xưng mày tao luôn trời. Không nhịn thì cô làm gì tôi? Mày có tin là tao đấm mày không? Đập, đập. Đúng là cái đồ ngốc mà. Một người đàn bà vũ phu, vũ thê. Đúng là một người đàn bà vũ thê, phản bội người ta, bây giờ còn đòi đánh người ta nữa chứ. Trời ơi, tại sao ông trời lại cho con yêu một người đàn bà vũ thê như vậy? Thôi mày nín đi, từ nãy giờ có nó đây tao không nói á. Ông được quyền nói hả? Sao được quyền? Đây là nhà của tao mà, mày làm nhà mày hả? Đây là nhà ông, nhưng mà tới hoàn cảnh này ông đã cư xử với con như vậy thì ông không có đủ tư cách và lòng tự trọng để nói chuyện ở đây. Tao làm chuyện gì mà không đủ tư cách nói chuyện với mày? Ông già rồi, ông cướp người yêu của con, ông gian díu với người yêu của con. Nè, tao sáng mặt tay với mặt mày nghe chưa nha, mày nói chuyện bậy bạ nha. Lại thêm một người đòi đánh nữa chứ sao nữa? Hai người đều là toàn những người bạo lực không ạ? Cái gì mà thêm một lần nữa đi, hai phát rồi, phát thứ ba nữa, rõ ràng quá mà còn gì nữa. Nè thấy chưa, tôi biết ngay thế nào nghĩ vậy mà. Ở đây là tao là thèm hút thuốc mà con mạng nó không cho hút, hiểu chưa? Từ sáng nó xin hai phát là hai điếu, bây giờ xin thêm một điếu nữa nè, được chưa? Mày nghĩ tao xin cái gì? Con cũng nghĩ xin thuốc thôi, tại ông thèm thuốc. Mày đâu mà vô không biết gì mà vô chửi người ta, không có ra cái gì hết trơn. Bây giờ người ta giận nó bỏ đi rồi đó. Rồi sao? Ôi, người đàn bà đức hạnh của anh sai rồi. Em cứ vũ thê anh đi, vũ thê anh đi mà. Thiệt tình, thằng quỷ này, không hiểu sao hai nó yêu nhau được nữa. Con thấy tụi đó lúc nào cũng như chó với mèo vậy á. Vậy chứ thương nhau lắm. Ừ. Thôi, đi vô nhà. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Cha, nay làm gì sách đùm đùm đề đề quá vậy con? Ừ? Dạ cái này má con nói đem qua đây biếu bác Tư một ít ăn lấy thảo. Cái gì? Người ấy kêu hả? Dạ. Cái gì bác Tư? Lớn tuổi rồi nha. Hả? À không sao. Sắp tới đám giỗ ông ngoại rồi, dạ. Hiểu không? Có gì bên đó nấu nướng á, nói bác một tiếng. Bác kêu sắp nhỏ nó qua nó phụ, chứ để ăn thính hoài cũng kỳ ha. Ăn thính cái gì đâu. Nhưng mà con thấy á, bác Tư muốn nói cái gì á, cứ qua thẳng nhà con, gặp trực tiếp má con nói, chứ con không thay lời muốn nói nữa đâu. Gặp thẳng người ấy luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, cái gì nữa vậy? Con thấy bác Tư với má con y chang nhau luôn nha. Sao? Ở nhà mà mỗi lần mà nghe con nhắc tới bác Tư là má con cái... giống như hai người là thần giao cách cảm gì á. Cũng làm vậy luôn hả? Y chang vậy luôn. Chẳng lẽ còn nghĩ tới... không. Thôi, uống nước đi con. Dạ. Tía ơi, chìa khóa xe tới đây đâu vậy tía? Ở ngoài xe á. Ồ, anh Thảo mới qua. À. Tía ơi, sao nhà có khách mà tía không nói vậy tía? Con cũng là khách hả bác Tư? Ôi con điên mà, khi tao nó còn gọi là khách mà. Vô gặp chào bác. Anh Thọ, anh Thọ qua đây kiếm em hả? Anh qua kiếm bác Tư. Vừa. Hên cho anh đó. Hên là anh qua đây anh kiếm tía em á, chứ anh kiếm em đâu có thời gian tiếp anh đâu. Em bận đi công chuyện rồi. Tía. Đi đi. Con đi công chuyện nha tía. Ừ. À quên nữa, chờ xíu. Như mẹ nó bị cái gì vậy ta? Con cũng thấy là khách tới nhà có trà thì cũng phải có bánh nữa chứ. Wow, có câu đó luôn hả? Tía, tía nhìn con lần đúng tía. Có con, câu đó có, trong gia phả nhà bác có câu đó luôn. Dạ. Dạ anh Thọ, bánh này á là em mới vừa mua nóng hổi luôn á. Bánh này của Út nó mua cho tao mà tía.
Chứ nhìn con được không? Một tí con ra cửa tiệm con lấy hết một đống bánh dặm vô hổng tí luôn. Con người ta có phước. Ăn đi con. Nó mới vừa mua nó cắt tức thì luôn á. Ăn ăn giọng hết luôn đi con. Con đi nha té. Đi đi. Con đi. À, quên nữa. Chuyện gì? Té biết không? Anh Thọ, nếu như mà trà mà lạnh quá, anh uống anh sẽ bị đau bụng. Cho nên là có gì té chịu khó, té nhớ pha lại. Nhưng mà đừng có pha nóng hổi quá nha té. Nóng quá là anh bị phỏng cái mỏ đó. Cho nên là té pha xong á, té phải nếm. Tới khi nào mà té cảm nhận được cái độ ấm nó vừa đủ á, lúc đó té hãy rót ra, té mời anh Thọ uống nha té. Tao cũng như thái giám mà, thử đồ ăn trước đó. Té, mình là chủ nhà mà, mình phải có đạo gia chủ chứ té. Con chúng ta có phước đi ha. Dạ. Con đi công chuyện nha. Chịu quá xe đâu té. Tao để ngoài xe. Không đùa té thôi. Hey! Con mận con của ông Tư đẹp người đẹp nết, dễ thương vô cùng. Quá. Không phải con tao đúng không? Không bắt từ với ai. Mà công nhận nha, con thấy Mận càng ngày càng dễ thương á. Ủa mặt con dính gì hả? Không, quan sát nhẹ thôi. Ê, con nhỏ đó vậy mà con nhìn vậy không phải vậy đâu nha. Hồi nhỏ mà vậy nha, chó cắn á, chó dại cắn nó, vậy mà nó không chết, con chó chết. Con thấy nó ghê không? Rồi lớn lên ăn mặc màu sắc sặc sỡ, ra đường trâu hút văng vô tường, văng ra nó hút nữa, vậy mà nó vẫn không chết. Mà con trâu gãy sừng, thấy không? Con này số nào như là xui lắm mới lấy nó làm vợ đó, thiệt tan gia bại sản. Bác Tư. Gì? Mận là con gái bác Tư mà. Thì đó. Sao nói mà nói quá nặng luôn. Thôi bỏ đi. Ăn ba ăn bánh uống nước đi con. Dạ, ừ. Bác Tư cũng ăn đi. Ừ. Nè. Dạ. Giang Thọ, thấy Thắm làm sao? Thắm hả? Ừ. Dạ, con thấy lúc này cũng hết rồi, hết Thắm rồi. Làm sao? Dạ thì con mới làm chống Thắm xong, giờ nhà con hết Thắm rồi. Bà nội cha mày khùng hả? Tao hỏi con Thắm con của tao nó làm sao? Đi mày kêu nhà mày Thắm có dính dáng vô đây. Dạ. Giờ này mày với nó làm sao rồi? Dạ nói chung thì con với Thắm cũng có liên lạc qua điện thoại với nhau. Đó, cái bác muốn nghe là nghe cái chỗ đó. Dạ. Là con với nó làm sao? Nói chuyện sao? Nói bác nghe coi. Dạ, con mới gọi điện thoại cho Thắm hôm qua. Rồi cái, nói cái gì? Dạ, thì con cũng hỏi coi lúc này tình hình ở bển có lạnh không? Rồi ăn uống có điều độ không? Rồi sức khỏe có tốt không? Rồi nó trả lời sao? Rồi Thắm không trả lời, Thắm cứ cười cười xong rồi Thắm nói là lúc này là ở nhà rồi bác Tư khỏe không? Rồi mẹ con khỏe không? Ừ khỏe. Cái Thắm nói là Thắm bận cái cúp máy. Cúp máy hả? Dạ. Rồi mày có gọi lại cho nó không? Dạ không, con thấy Thắm bận nên thôi, con đâu gọi chi nữa. Bà nội chá, cái thằng này thì tao không nghĩ cái thằng mà đàn ông mà nó khờ khạo với mày luôn. Đàn bà họ yêu là bà yêu bằng cái lỗ tai, hiểu không? Mày nói mày phải rót mật ngọt cho nó, mày rót cho nó đầy cái lỗ tai nó mới chịu gục. Mày nói chuyện gì, nó ý là đang làm nũng với mày, hiểu không? Dạ. Thì mình phải gọi lại. Châu đi tìm cột chứ bây giờ cột đi tìm châu bây giờ con. Hả? Dạ. Nói nghe nè, đàn ông bây giờ có cơ hội phải chụp giật liền. Chứ đừng có làm như vậy, trời ơi, nó phụ nữ bây giờ nó là không mà biết nắm bắt cái là ngày hôm nay là của mình chứ ngày mai là của người khác rồi. Bác Tư nói làm sao chứ, ai làm sao con không biết chứ Thắm thì còn tin tưởng lắm. Mày điên hả? Mày làm sao biết lành nó bằng tao? Con nhỏ này có gì mà nhìn nó thâm cung bí sự. Nó còn thâm hơn con nhỏ mà võ thất thiên. Tao nói mày nghe, nó như khi làm cái này là bạn gái mày, ngày mai là bạn gái của thằng khác. Không phải người vậy đâu bác Tư ơi. Sao không phải được người vậy? Con nhỏ tao nói mày nó hiểm lắm. Tao nói thiệt mày nhìn cái mặt nó đi tao biết rồi. Mày nhìn đâu? Cái răng con răng nanh ở đây nè. Nhìn nó muốn cắn ai nó cắn đó. Bác Tư. Cái gì? Thắm là con gái bác Tư mà. Thì đó. Ủa sao từ nãy giờ vì mày mà tao chửi hai đứa con gái tao không ra gì luôn đó. Cũng do mày không? Thiệt. Giận hết sức. Nè. Dạ. Nghe bác dặn. Chút xíu nữa cầm điện thoại lên gọi cho Thắm liền, hiểu chưa? Bày tỏ tình cảm, mình yêu thì mình phải nói,
Hiểu không? Không nói là không được. Dạ. Hiểu không? Mệt quá, thôi uống nước đi. Dạ. Rồi tao cho qua bài học thứ hai nữa nè. Bà nội cha mày riết mà thanh niên mà cùng tệ hơn cả ông già nữa. Đây nè. Và bây giờ là bài thứ hai. Tè. Con nhỏ này mỗi lần tôi vô cái công chuyện quan trọng là nó sọt chưa? Làm gì mà la hét ông sùm rồi đồ đạc đùm đùm đê vậy hả? Đồ của chị Thắm á tè. Thắm về hả? Thắm về rồi. Thắm về bác Tư. Bác Tư. Sao? Bác Tư thấy con mặc cái áo này rồi đón Thắm về được không bác Tư? Quá đẹp rồi. Con về con phải thay cái áo tay dài đàng hoàng bác Tư ơi. Cái áo này không được quá. Mày về được, người ta yêu mình là yêu một cái tâm thất qua tâm nhĩ, hiểu không? Dạ, chứ dạ. Không phải là bề ngoài cái áo quần, thấy chưa? Dạ. Thôi được rồi. Trời ơi, đi đâu? Đi đó chị Thắm à? Chị Thắm có về đâu đó. Có đồ của chị Thắm à. Cái gì kỳ vậy? Ừ. Con nhỏ này tao phải gọi điện qua tới bên đó. Con nhỏ này trả lời không ra ngô đâu, khoai tao nha. Tao đáp với bay từ ở đây nè qua tới bên đó tôi lôi đầu nó về á. Trời ơi, tía. Cái gì? Ở đây nè, đi qua bên nước ngoài mà tía làm như đi từ đây ra ngoài đầu ngõ gì á. Mày tôi sáng tao mày không? Chả chạy hoài. Đó, biết mà. Không có thương đâu, có thương. Con Mận là con gớt con rơi. Lúc nào cũng biết chị Thắm á, đụng tới là chửi. Còn cái gì nữa? Chị Thắm ở ngoài đầu ngõ đang chào bà con họ hàng kìa. Con là xách đồ vô đây chưa? Thắm về bác Tư ơi. Bây giờ nè chạy ù ra ngoài chợ mua thịt mua cá về để nấu cho chị mày ăn, hiểu chưa? Bác Tư cái bây gì? Giờ khỏi ai đi chợ, để con lát con đón Thắm vô xong cái con đi chợ con làm bữa cơm con đón Thắm về. Đúng rồi con, mình phải lấy điểm liền, hiểu chưa? Dạ. Phải chỗ cái tài mình là đúng là người đàn ông đích thực. Dạ. Nữ công gia chánh, hiểu chưa? Nam công gia chánh chứ bác Tư. Nam công gia chánh. Dạ. Đi để con chạy thủ ra đầu ngõ đó đón Thắm. Mày làm gì vậy? Con Mận, con rất con rơi. Không ai thèm đón, con đi vô nhà. Vô nhà cái gì? Đi ra ngoài đón chị mày kìa. Đi. Chị cái gì? Tía. Coi phim Hàn Quốc tiếp rồi lầm mà. Tía ơi, tía. Thắm. Tía. Ủa, con về đây nè tía. Con nhớ tía quá à. Ừ, tía cũng nhớ con nữa. Quên. Con có này tặng tía nè. Cái gì vậy con? Chăn ra gối nệm. Trời đất ơi, cái này ở đây cũng có mà. Tía mua từ bên đó về chi cho nó cực vậy con? Hàng Việt Nam mà tía. Việt Nam rõ ràng cái chữ gì hô gì mi téo vậy nè. Home test. Hàng đặc Việt Nam luôn. Ủa vậy hả con? Ấm êm gia đình Việt. Wow. Rồi, tía nhận. Cảm ơn con nhiều nha. Giữ con. Giữ ta nặng quá. Quá đáng con nhỏ này. Chết à. Quên giới thiệu với tía. Đây là anh Phúc Bầu Đá, bạn con, Việt Kiều Mỹ á. Thì biết không, lúc con mới qua bệnh á, khó khăn dữ lắm. Nhờ anh Phúc giúp đỡ mà con mới được ổn định á. Cái gì? Phúc Bầu Đá? Ủa con, sao nó nước ngoài mà nó tên kỳ vậy? Dạ, tía này kỳ quá à. Anh là nhớ về quê hương nên đặt cái tên nước mắt quê hương vậy á. Chào cậu. Dạ, chào bác. Ừ. Bên đó, Việt Kiều hả? Dạ. Nó thất nghiệp sao mà tướng ống nhom nhách vậy con? Quên dẫn chơi nha con. Em giới thiệu với anh Phúc, anh Vạn Thọ. Hả? Anh nè. Hàng xóm nhà em. Hàng xóm của em hả? Dạ. Chào anh. Chào. Con Mận, con rớt, con rơi. Không ai đếm xẻ, vô luôn cho rồi. Mày biến vô đó liền. Con đau cá bây giờ. Con nhỏ này làm con đứng tìm nó luôn. Thôi vô nhà. Dạ, đi anh. Tiên. Thôi nhìn sao nó mà. Tiên. Sao Tiên mời anh Phúc ngồi? Anh ngồi đi anh. Nè. Tiếc kỳ quá à. Trời đất ơi, sao anh mồ hôi không vậy? Chắc tại thời tiết bên đây nóng quá, với lại nhà không có máy lạnh. Thành cảm thấy nóng chịu không nổi. Mận ơi, lấy khăn lạnh cho chị hai đi. Nhà không có khăn. Trời đất ơi, sao mua để sẵn? Mày điên hả? Mày mới về đây mày nóng mày điên luôn hả? Cái nhà ở chứ mấy nhà hàng. Mua khăn lạnh về chữ làm gì? Tới ông nội tao hả? Dạ. Anh
Để em tí nha, em đi kiếm cái quạt quạt cho anh mát. Bác uống trà đi bác. Xin lỗi, tôi không uống trà. Anh uống trà. Tôi không uống trà, xin lỗi. Thì chắc con cũng không uống đâu. Tôi tha lỗi cho cậu á. Ủa con có lỗi gì hả bác? Chứ cùng ta xin lỗi gì vậy? Con cũng tha lỗi cho bác. Có quạt rồi này anh. Phải cho đỡ nóng nha. Nóng quá. Dạ. Cậu gì vậy? Dạ con tên là Thiên Phúc. Bác cứ gọi con là Phúc Bầu Đá được rồi. À Phúc Bầu Đá, nước mắt quê hương ha. Dạ. Tên thật là Thiên. Dạ Thiên Phúc ạ. Thiên. Dạ Phúc ạ. À, xin lỗi cậu nha. Tại vì dân quê phát âm nó không có chuẩn á. Dạ. Nó dày. À cậu Phúc à. À chắc nó về đây khí hậu cũng nóng nực ghê ha. Dạ đúng rồi, nóng quá trời. À, nóng rồi đó. Chắc ở chắc chắc ghé thăm chơi nhà nó, biết nhà biết cửa rồi chắc lên Sài Gòn liền ha. Ở trên đó điều kiện vật chất nó đầy đủ, máy lạnh phà phà. Vậy đâu có. Anh ở đây luôn. Cái gì? Đúng rồi. Lúc đầu Phúc không có chịu. Con năn nỉ quá trời mới đồng ý á. Ảnh đồng ý cái con vui quá trời luôn. Tí vui không? Vui. Tí vui rộn ràng luôn. Vui rộn rã luôn á. Mà không biết mày vui không? Chắc không vui ha. Giảng thọ. Ừ. Hóa ra là cậu ở đây luôn à. Dạ bác à. Lần này con về đây với Thắm, thật sự là có một chuyện rất là quan trọng con muốn thưa với bác. Bình tĩnh con, ngồi xuống. Phản ứng quá vậy, làm hết hồn á. Dạ. Để bác lo. Con xin phép bác là. Thôi được rồi cậu Phúc. Dân quê tôi thì nó có sao nói vậy. Dạ. Thích nó thích, không thích là nó không thích. À mà trong cái điều kiện cậu thấy rồi đó, trời thời tiết nó nóng nực quá, người nó cũng bất ổn, long thể cũng không yên ha. Cho nên hiện tại nó hơi bất người xíu, không có được gì đó, cho nên hiện tại không thích nghe cái gì hết trơn á. Và đâu không thích thì cậu khỏi cần thương cần thốt ha. Dạ để vì đợi vài bữa trời mát rồi con sẽ thưa với bác sau. Dạ. Cũng được anh Thọ. Hả? Anh Phúc về đây á là tham quan ngắm cảnh. Anh là rành nhất ở đây. Cái gì à, anh đưa anh Phúc đi tham quan giùm em nha. Cái này... Cái này cái gì? Anh đừng nói anh từ chối nha. Anh Phúc là người rất là quan trọng với em á. Anh mà không làm vừa lòng anh Phúc á, em từ mặt anh luôn. Bảo Từ, cái này chuyện của con. Bảo Từ. Con, giờ con mới sực nhớ là con phải về ăn cơm với má của con. Bữa nào con qua nói chuyện bác Thư sau nha. Anh đi trước nha. Thọ. Dạng Thọ. Chà, nó tên Dạng Thọ mà chắc thấy không thọ rồi. Anh ngồi đi, đổ mồ hôi nóng ngực quá à. Ra sau hè đi, em lấy nước cho anh rửa mặt ha. Đi. Cũng được bác ơi. Bây giờ mình ra rửa mặt cho mát rồi thì con thưa chuyện với đi, bác. Đi, không cần rồi. Đâu. Xin lỗi cậu. Đi, đi, nhanh lên. Thế. Có đầu rối não với mấy đứa này rồi đó. Má con mới về. Con mới về hả? Ủa nay đi về sao cái giọng nói sao nghe có vẻ không có vui vậy? Cái chuyện gì hả con? Dạ đâu có chuyện gì đâu má. Nghe cái giọng này mà nói không có chuyện gì mới lạ đó. Cái chuyện gì nói má nghe. Con nói là không có chuyện gì mà. Nhưng mà má nói có chuyện gì à? Vấn đề gì không? Sao cái mặt này cũng rủ vậy?
ngày nay má thấy con Thắm nó về rồi mà con sao không qua coi ấy phụ họ gì bển đi, mình cũng sắp là rể rồi mình không qua vậy người ta đánh giá mình, con nó nói mình không quan tâm. Thôi đi bển coi coi cái gì phụ ông Tư đi. Bển giờ đâu cần con phụ đâu má, có nước mắt quê hương rồi. Ê cái từ nước mắt quê hương nghe quen quá ta. Cái đó là rượu bầu đá đó má. Rượu bầu đá đúng rồi. Mà cái đó là cái rượu đó là nổi tiếng ngoài miền Trung mà. Mà sao tự nhiên sao bên đâu mà nước mắt quê hương là sao con? Nói chung là chuyện của con, chuyện của nít má đừng có để ý tới làm gì hết á. Nè, chuyện của con nít nhưng mà con nít giải quyết không được thì để người lớn giải quyết giùm cho nha. Con không nghe ông bà nói câu ha, phụ nữ mà mình tròn mông to á, đi ngang đầu giường quẹt cái cũng có con. Đó, bây giờ cái gì cái là con phải giữ nó Thắm, con hiểu không? Má, con lấy nó sau này. Đừng có nói cái chuyện đó được không má? Thì biết rồi nhưng mà má nói con là lấy nó sau này tốt cho mình về sau, hiểu không? Sanh con đẻ cái phụ nữ má nói vậy đó. Cái gì? Mình đừng có nói cái chuyện đẻ gì đó nên má. Không, thì má nói với con thôi chứ má đâu có nói với ai đâu. Dạ, con chào bác Năm. Ủa? Thắm mới qua hả con? Trời dạ. Ơi, sao mà mưa gió quá không để chút xíu nữa rồi qua. Dạ, tại mấy bữa nay con về rồi, nhưng mà bên nhà bận nhiều công chuyện quá, bây giờ mới qua thăm bác Năm được. Bác Năm đừng giận con nha. Có gì đâu giận con, bác biết con mới về thành ra con... Má đây nói chuyện, con vô pha trà. Pha trà ai uống? Má đâu uống đâu. Em đâu uống trà. Nhưng mà tôi thích pha được không? Cái gì vậy? Kỳ gì kỳ vậy Thọ? Rồi đó coi Thắm qua sao con ăn nói sao cọc cằn quá vậy? Trời ơi, tôi nói con biết không, từ lúc mà con đi tới giờ tôi nói cả xóm này ai cũng nhớ con hết á. Mà nhớ nhất là biết ai không? Hả? Hết mưa rồi. Dạ, hết mưa rồi má, không cần che dù nữa đâu má. Đâu che dù làm gì? Hết mưa rồi. Má đi. Quên. Ngồi đây là kỳ đà cản mũi hoài bởi này. Nhắc khéo tôi hoài à ông? Biết rồi, ông Dạng Thọ. Ê, ngồi con nói chuyện với nó đi nghe không? Dạ. Trả thời gian lại cho ông Dạng Thọ đó. Nói gì nói đi. Anh Thọ. Muốn nói gì nói lẹ đi chứ tôi bận lắm á. Anh bận gì? Tôi đi tưới cây. Anh nói gì? Tôi nói là tôi đi tưới cây. Anh nhắc lại lần nữa được không? Thì không tin nổi luôn á. Mới đi nước ngoài có thời gian ngắn à, bây giờ nghe tiếng Việt không hiểu. Nhìn cho kỹ nha. Tôi đi tưới cây. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà em không hiểu anh á. Tôi làm sao? Anh nhìn em nha. Trời. Rồi sao? Vừa mưa xong. Tôi thấy. Anh. Tôi á. Đi tưới cây. Thì tôi đưa tưới cây. Anh ổn không? Tôi không ổn á. Em biết anh không ổn mới qua đây nói chuyện với anh nè. Anh Thọ. Anh Thọ. Cái gì? Tôi nói là tôi đang bận, có gì nói đại đi. Anh quay qua nói chuyện với em nè. Em đi nước ngoài về. Công nhận nha, sau bao nhiêu năm á, em thấy quê của mình vẫn là đẹp nhất. Quê mình lúc nào mà không đẹp. Lúc nãy á, em đi ngang gốc mai mà hồi xưa hai đứa mình trồng á, em thấy đẹp lắm nha. Đẹp hơn trước nhiều luôn á. Thì đẹp. Anh chăm sóc kỹ lắm đúng không? Kỹ chứ sao không kỹ. Đó là kỷ niệm của anh với em mà. Anh phải chăm sóc kỹ nữa chứ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Khờ quá. Anh với em mà cảm ơn gì. Anh phải chăm sóc kỹ nó, để cho nó thiệt là tốt. Rồi sau này nó nở hoa thiệt đẹp, để em về anh còn khoe với em nữa. Em có biết không, cái bữa mà em về á, anh vui lắm luôn á. Anh tính qua đón em xong rồi cái á. Mai bên Mỹ lúc này chắc đẹp hơn. Chứ mai của anh là mấy cây mai ở quê mùa, nó có xứng với em. Có còn muốn nói gì nữa không, chứ anh bận lắm á. Anh bận gì? Đi ra nhổ gốc mai bò. Ê,
anh bị điên hả? À, tôi điên vậy đó. Tôi đã nói là tôi không ổn rồi mà. Nhưng mà yên tâm đi, dù sao thì tôi cũng là đàn ông. Quá vài bữa nửa tháng là tôi cũng ổn lẹ à. Thắm cứ về nhà mà lo chuyện của mình đi. Mai mốt mà có đám cưới á, nhớ mời tôi đó. Tôi hứa là tôi sẽ qua, mà tôi còn qua sớm nữa, để coi tôi phụ được cái gì phụ. Mà không biết cái ngày mà tôi đưa người ta qua sông về làm dâu xứ lạ, người ta ở bên kia có còn nhớ tới người ta bên này không? Chứ lúc nào tôi cũng chúc cho người ta trăm năm hạnh phúc, hay khóc cho tôi duyên phận bé bạn. Anh sến quá. Ừ, tôi sến gì đó. Tôi là người nhà quê mà. Anh đứng kế bên em không nói một lời mà rưng rưng nước mắt hoàng hôn. Thôi. Cảm ơn nha, chứ tôi lên hết nổi rồi. Biết là người ta thích cải lương, mà lần nào gặp cũng hát cải lương. Đàn ông con trai á thì không có được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên. Mình muốn làm gì mình làm cái đó. Mình thích ai thì mình phải thổ lộ. Hạnh phúc của mình phải giữ lấy chứ. Như vậy á thì người ta mới yên tâm giao nửa đời còn lại cho mình được. Nè. Cái gì vậy? Vậy mình cũng không hiểu nữa. Tặng anh đó. Làm sao? Tôi đi về. Thắm. Làm sao Thắm? Tại sao không chịu lấy nhàn thọ là sao? Tí không hiểu đâu tí ơi. Không hiểu cái gì hả? Rồi được rồi, sẵn đây hai cha con mình nói chuyện. Bây giờ con nói một lượt đi, tí sẵn sàng ngồi lắng nghe và chịu hiểu con một chút. Nói. Bây giờ tí muốn nói thẳng đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ con nói thẳng với tí luôn nè. Rồi. Tí cũng biết con là có ăn có học. Ừ. Con lên thành phố con học, sau đó con qua nước ngoài con làm việc đúng không tí? Ừ. Thì cái cách sống, cái cách suy nghĩ của con nó phải khác với tía. Tại con còn trẻ mà. Ừ. Còn tía, tía là người lớn tuổi. Ừ. Tía có cái suy nghĩ khác. Cái suy nghĩ của tía là cái suy nghĩ cũ á. Cái thời xưa thì là xưa xưa mà không thể nào giới tới được luôn á. Ừ. Thì cái hai cái suy nghĩ đó nó khác nhau lắm. Nó không có nào trùng khớp với nhau, tía hiểu không? Đó. Thà con nói gì giờ tía hiểu rồi đó. Tía mơn man tía hiểu liền, thấy không? Tía hiểu điều là tôi cố gắng làm lụng vất vả nè, bán ruộng bán vườn để lôi con ăn học rồi ra nước ngoài làm việc. Rồi ngày nay con lấy cái chữ có nghĩa đó về á, con kêu tía là cổ lỗ sĩ đúng không? Rồi dạy bảo lại cho tía cách sống cách ăn ở như thế nào đúng không? Không phải tía, cái đó tía tự nói chứ con có nói đâu. Thôi, thật ra hỏi dạ mày vậy thôi, chứ tía rành mày quá mà. Tao thiệt, mày chẳng qua mày chê ra cái gì, mày mê thằng Việt Kiều, mày chê thằng nông dân đúng không? Mày mê cái thằng Phúc Phúc gì mày chê thằng Văn Thọ đúng không? Xin lỗi mày à, tao không cần biết thằng đó nhà như thế nào, giỏi như thế nào tao không biết. Nhưng ở đây à, cái thằng Văn Thọ ai mà chẳng biết nó. Xin lỗi mày, dù gì là thạc sĩ nông nghiệp đàng hoàng. Bây giờ đây mày hỏi đi, chẳng những cái làng này mà cái làng kế bên, những kế bên nữa kìa, ai cũng không biết cái danh tiếng của nó, cái gì cũng hỏi hết trơn. Trời, còn mà nói về mà ruộng vườn nha, cò bay là thẳng cánh ha, cá là từng hầm. Mày thích không? Nó cho mày một hầm. Mà tía ơi, khác suy nghĩ nhau nên là tía không hiểu được con đâu. Chị hai à, chị sai lắm nha chị hai. Đó, đứng đó. Nè Thắm, con nói là như thế nào? Con được có ăn có học đúng không? Được. Hôm nay con ngồi đó con ăn có học. Con nghe con nhỏ không ăn không học nói chuyện nè. Nói cho tía nghe, nói cho nó hiểu. Dạ, từ nãy em đứng ở ngoài em nghe chị nói mà em tức quá, em chịu không có nổi, phải chạy vô đây để mà em nói cái bức xúc của em nè. Đúng. Chị hai, tía thương chị, tía dùng bao nhiêu công sức tiền của cho chị lên thành phố được ra nước ngoài để mà chị học hỏi. Đúng. Chị đi làm, chị kiếm tiền. Đúng. Nhưng
nhưng mà mục đích là Tiến muốn chị về lại Việt Nam để mà phục vụ cho đất nước, phục vụ cho quê của mình. Đúng. Vậy mà chị nỡ lòng nào? Chị nỡ lòng nào chị phụ cái công ơn của Tía? Chị phụ lại hai cái tình thương của Tía dành cho chị? Đã vậy á, Tía biết đó là chị với anh Vạn Thọ là hai người lạ môn đăng hộ đối từ nhỏ. Đúng. Cho nên mới gán ghép hai người, muốn xe duyên tình cảm cho hai người. Đúng. Vậy mà chị nỡ lòng nào chị phụ lại anh Vạn Thọ tới chị mê anh Tiên Phúc về bên nước ngoài, bây giờ về đây chị đòi cưới anh Tiên Phúc? Nó nói đúng đó. Chị coi vậy mà được á chị hai? Chị làm như vậy mà chị nhìn được mặt Tía hả chị hai? Nếu như mà chị mê anh Tiên Phúc á thì tại sao chị không ở bên nước ngoài, chị cưới Tiên Phúc luôn đi? Chị về đây làm chi? Tao sáng mặt tay mày bây giờ đó. Tao tưởng mày ra mày nói tao sao, rốt cuộc mày nói mày chết hay mày qua bên phe nó là sao hả? Có đâu, chị mê Tiên Phúc cưới luôn đi, về đi. Mày muốn gì hả? Mày điên hả? Tao kêu mày ra đây để mày nói chuyện làm sao để mà mày giúp Tía, mày là kêu chị mày với thằng Vạn Thọ mày đem ra mày bán nó luôn cho thằng Tiên Phúc à? Mày không có gì? Biết rồi. Con Mận con rất con ghê, nói gì ra cũng bị chửi hết á. Bởi vậy á, từ nhỏ con biết mà Tía lúc nào hả thiên vị con, trong khi chị hai á đặt tên Thắm dễ thương đẹp người đập nết, còn con tên Mận sao đặt con là Mai Lan Cúc Trúc đi. Con Mận con rất con ghê. Mận đừng có nói vậy, em hiểu sai Tía rồi đó. Ở đó nè, mày nghe chị mày nói nè. Nha, mày nghe chị mày nói nè. Thắm. Dạ. Con là có ăn có học. Con nói với con nhỏ không ăn không học đó nghe đi. Nghe chị nói nè. Hồi xưa khi mà Tía má mới đẻ em ra, em khó nuôi dữ lắm. Rồi cái đầu em không có tóc luôn, láng con. Thì mọi người mới sợ là em hói giống Tía, nên là đem ra gốc Mận á, xí bồ bưng em. Cái lúc á, về nha, em dễ nuôi cực kỳ. Rồi tóc em quá trời như bây giờ đó. Trời ơi, chị tính ra may mắn em không có bị hói giống Tía. Tao sáng mặt ra mặt mày nghe chưa? Nha. Chị hai nói làm sao con nói cái chửi cha. Nó nói có hơi chạch ý mà nó vẫn đúng. Còn mày nói mày xỉa sói không à? Xỉa đâu? Bây giờ không, được rồi. Mày đứng đây. Sẵn hôm nay nè, cha con mình nói chuyện một lượt cho nó rõ ràng nha. Chứ mai mốt là đám giỗ đám quẩy ở bên nhà người ta này nọ, qua bên đó mà lỡ mà bà Năm mà bà phát hiện ra là cha con không đoàn kết, muối mặt hết. Bây giờ nói chuyện rõ ràng đi, làm sao hả? Bây giờ muốn cái gì mày nói thẳng đi. Bây giờ muốn cái gì là nói hết luôn phải không Tía? Đúng. Nói chung là con biết là Tía là hả sợ mít lòng với dì Năm. Đúng. Bởi vì cái chuyện là tình xưa nghĩa cũ của Tía với dì Năm. Đúng. Cho nên là Tía mới muốn gán ghép chị hai cho anh Vạn Thọ. Đúng. Nhưng mà bây giờ Tía thấy không, chị hai đâu có thích anh Vạn Thọ đâu. Chị hai là mê anh Thiên Phúc. Cho nên bây giờ nếu như mà hả Tía sợ là dì Năm buồn thì Tía nên lấy dì Năm đi, đó cho dì Năm đỡ buồn. Mày điên hả? Hả? Qua bên đó hỏi lấy cưới bạn rồi không biết bạn có chịu hay không. Ôi, cái này mình cận bàn nè Tía. Ôi xấu hổ quá. Trời ơi. Bởi ông bà nói đúng mà, giận quá là mất khôn. Giận quá hóa rồ. Thiệt không biết nói làm sao luôn. Bởi người ta nói mà, không ưa gặp hoài. Nè. Con chào bác. Cậu Phúc quá đúng không? Dạ. Làm gì lấp lấp ló ló đó vậy? Dạ, nãy giờ con đi tham quan xung quanh nhà mình. Trời, xung quanh nhà mình trồng trái cây quá trời luôn bác. Cái Mận nè, cái cây này nãy giờ con nhìn kỹ lắm mới biết nó là cây khế luôn bác. Quá trời luôn, là sắp ra trái nè. Mà con nhìn mấy cái này con mê làm sao đâu á. Thiệt, đi một vòng ở đây tự nhiên là con muốn ở đây luôn, không muốn về luôn bác. Ai cho? Ủa, nhà người ta là nhà quan chức chủ hả? Không ai ở đây hết trơn hả? Muốn ở là ở, muốn đi đi. Ở đây có phép tắc đàng hoàng, vào thưa về trình, hiểu không? Thôi nè, sẵn đây là tôi hỏi thiệt cậu luôn nè. Cậu nói là cậu thân gái tôi đúng không? Làm việc chung đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy cậu hiểu biết gì về nó không? Dạ thì bác cũng nghe Thắm nói rồi đó. Thắm nói là con là người nâng đỡ công việc của Thắm. Nhưng mà thật ra là không phải như vậy đâu. Thật sự là Thắm là một người rất có năng lực, thông minh, tài giỏi, rất nhạy bén trong công việc. Bác biết đó, có rất nhiều người đến với con
làm việc chung với con, nhưng mà con chẳng thấy ai được cả. Nhưng mà chỉ duy nhất có một mình Thấm thôi là khiến cho con có một cảm giác gì đó nó an tâm, mạnh dạn chia sẻ tất cả. Và một điều là Thấm rất xinh đẹp. Chính vì vậy mà lần này con quyết định về đây để gặp bác và thưa một chuyện rất quan trọng. Khỏi cậu, tôi nói cậu nghe cái này nha. Dân quê tôi nó chân chất, nó rõ ràng lắm. Thích là thích, còn không thích là không thích. Mà tôi nói với cậu ngay từ đầu rồi là tôi không thích. Cho nên dù cậu có thưa, cậu gửi gì á, đã không muốn nghe là không nghe. Cậu hiểu không? Dạ. Yeah. Được rồi. Cậu đó là hai đứa hiểu ý nhau đúng không? Hợp gu nhau đúng không? Dạ. Yeah. Chứ tôi hỏi cậu nè, cậu biết lý do tại sao con gái tôi lúc nào cũng mặc đồ kín cổng cao tường không? Dạ, tại cái gu thời trang của Thấm là kín đáo hả bác? Không có thích sexy. Sai. Không phải như vậy. Mà vì là chân và người nó có ghẻ cậu ạ. Hiểu không? Chân nó ghẻ nhiều lắm, tay nó ghẻ nhiều lắm. Rồi, bây giờ tôi hỏi thêm một câu nữa. Dạ. Cậu biết lý do tại sao con Thấm con của tôi bao giờ lúc nào nó cũng mặc đồ kín cổng cao tường? Câu này bác hỏi rồi mà. Tại vì người của Thấm có ghẻ nên là phải che che lại. Sai, lại sai. Chứ trong vòng một phút đồng hồ cậu sai tới hai lần. Là vì nó dị tướng, chân nó thì ngắn mà lưng thì dài, cho nên nó thích mặc như vậy để mà che lấp khuyết điểm, cậu hiểu chưa? Với một điều nữa tôi đã còn nghe. Thật sự thì con Thấm nhà tôi thì nó học dốt lắm cậu ạ. Rất là dốt. Nhưng mà nhờ thằng Dạng Thọ dạy dỗ chăm sóc cho nó đàng hoàng. Đó, ân cần nâng niu nó cho nên nó mới được giỏi như thành đạt bây giờ. Dạ. Cậu hiểu ý tôi nói chứ? Dạ con hiểu chứ bác. Ừ, thanh niên vậy là tốt. Là ai cũng có tuổi thơ. Ừ. Ai cũng có một quá khứ. Ừ. Ngày xưa con cũng học dốt lắm. Ngày xưa con là học dốt mà dốt đặc luôn. Là học lúc nào cũng đội sổ hết. Nhưng mà nhờ có mẹ con dạy dỗ và cuối cùng sự cố gắng của con nên con mới có thành công ngày hôm nay. Còn nói về mà cái phạm trù ghẻ thì con ghẻ cũng nhiều lắm. Rồi lan ben, rồi lát, rồi có thêm mụn nhọt nữa. Mà nó mọc chỗ hiểm không à. Mà mỗi lần mà con nhúc chích nhẹ cái là mũ nó bắn tung tóe ra luôn á. Nhưng mà con được hơn Thấm là con còn có trí nữa. Hả? Mà trí con phải như bình thường. Trí con là nó bu nhưng mà như là tổ ong vậy đó. Nó bò lúc á. Nên là mỗi lần mà bắt trí mẹ con đâu có lấy lược chải bắt từng con như người ta đâu. Chứ sao? Mẹ con mới lấy cái vợt bắt mũi, chắc bác biết mà, sạc cho đầy pin, sau đó bấm nút để lên đầu con, chà 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 lên đầu con, nó nổ bốc 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 mà giống như bắn pháo bông ngày Tết vậy bác. Mà nghe nó sướng lắm, mỗi lần mà giờ con mà đi đâu con thấy bắn pháo bông là con nhớ đến kỷ niệm tươi đẹp của con ngày xưa. Trời ơi, cái chuyện mà nó kinh khủng như vậy, nó lãng xẹt vậy mà sao nó kể nó nghe lãng mạn quá vậy? Không, cái đó kỷ niệm vui. Chính vì vậy mà con cũng thấy bất ngờ một điều là tại sao con và Thấm có những cái điểm chung như vậy. Cùng là cùng ngu nè, rồi cùng có ghẻ nè, rồi đủ thứ cái gì hợp cho. Chính vì vậy mà lần này con quyết định về đây có một chuyện con muốn thưa với bác. Cậu, tôi đã nói rồi, tôi không thích nghe cậu thưa gửi, cậu hiểu chưa? Dạ. Từ nãy cậu nói cậu hiểu, cùng tôi chẳng thấy cậu hiểu cái gì cả. Bây giờ nói dòng do tam quốc mệt lắm, nói thẳng vấn đề luôn à. Tôi rất thương Dạng Thọ, bởi vì Dạng Thọ là con của mẹ nó, mà mẹ nó là bạn gái của tôi ngày xưa, mà tôi không bao giờ muốn bạn gái ngày xưa của tôi phải buồn giận gì tôi, cậu hiểu chưa? Cho nên nhất định tôi sẽ lấy con rể cho con gái của tôi, nhưng chắc chắn không phải là cậu mà là Dạng Thọ, cậu hiểu chưa? Cô bác đang nói gì bác? Trời ơi, vậy mà nó hiểu cái trời! Bác ơi! Cái gì? Hình như cái cây này gai nhiều lắm hả? Tao biết mà! Yeah. Trời ơi, bởi vì người ta nói là giận quá mới khôn mà. Dạ bác ơi. Cái gì? Thật sự là con có chuyện rất quan trọng. Dẹp cái chuyện thương của mày đi. Không yêu, yêu, không yêu,
Yêu. Không yêu. Hey! Mai vàng thì mặt mai vàng. Mai có một mùa, mận có quanh năm, biết chưa? Em đang nói gì vậy? Làm hết hồn à? Hết hồn cái gì? Em đang nói anh đó. Anh đang làm gì? Anh làm cái gì ở đây? Anh đang gỡ mấy cái nhánh này coi yêu hay không yêu. Mà gỡ mới tới đây mà thấy không yêu, mà không biết gỡ xuống tới dưới, không biết anh số phận sao. Anh rảnh quá ha, anh rảnh quá ha. Anh gỡ đi rồi. Ủa cái cây này cái cây gì vậy? Cây trái. Anh sao vậy hả? Tại sao bây giờ anh đang ngồi đây anh gặm nhấm nỗi cô đơn, trong khi kìa người ta đang nè, đang tay trong tay xoắn xuýt cái nhà, anh hiểu không? Em xoắn một hồi tay anh gãy á. Em xin lỗi. Nhưng ý em nói ở đây là anh đứng ở đây được cái gì? Người ta đang hạnh phúc ở ngoài kia kìa. Anh phải làm cái gì đi chứ. Em nói mặc kệ anh đi. Kệ cái gì? Em nói thiệt á, anh á, con người anh lúc nào cũng có một cái suy nghĩ à. Anh coi chị Thắm giống như là một cái bông hoa mai, lúc nào anh cũng trân quý. Nhưng mà anh quên một điều, mai là có một mùa thôi. Bây giờ mình không trồng mai được, mình trồng cái khác đi. Cóc ổi mía ghim, tại sao không trồng? Thấy không? Còn không thì mình trồng mận đi. Mận cũng quanh năm dễ trồng đó. Ờ, anh không có thích mận lắm. Thì ông gì không có biết cái gì hết trơn. Giỡn tí xíu thôi hả? Mà anh cũng vậy. Bây giờ á, nói chung là em để cho anh yên được không? Đừng có lải nhải nữa. Lải nhải cái gì cái này? Thôi bây giờ nè, cái chuyện mà em với anh bàn đó, cái chuyện quan trọng nó nhớ không? Bây giờ anh không nhớ gì hết trơn á. Trời ơi, cái chuyện quan trọng gì mà anh không nhớ hả? Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, anh nói là anh không có nhớ gì hết trơn á. Ủa cái chuyện mà không thôi được rồi, bởi em nói đàn ông mấy anh hả, tới khi mà rối bời là không có biết cái gì hết trơn á. Anh không làm thì để con mận này làm. Mận ơi, anh nhớ rồi Mận ơi. Anh Thọ. Anh đang ngắm cảnh hả? Đúng rồi, tôi đang ngắm cảnh. Anh cũng mới đi dạo về hả? Đúng rồi, tôi đi dạo về thấy cảnh vật ở dưới quê mình đẹp quá. Anh biết không, tôi là dân thành thị, tối ngày là chỉ có công việc không à. Nhiều lúc bị stress lắm. Khi mà về quê á, cái cảnh vật nó bình yên, nó khiến cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó bay bổng. Khi mà tôi về đây á, tôi muốn ở đây luôn. Tôi muốn ở đây với Thắm luôn, tôi không muốn về bển luôn anh à. Anh muốn ở lại luôn. Tôi yêu quê hương ở đây, tôi yêu con người ở đây. Và chắc tương lai là tôi sẽ về đây sống luôn. Tôi nghĩ giống như mình lâu lâu mình về quê chơi rồi cái cảnh vật xung quanh này làm cho mình giống như một cái kỷ niệm trong chuyến đi của mình thôi. Chứ tôi nghĩ là anh không có hợp để ở đây đâu. Chứ còn đối với tôi, tất cả mọi thứ ở đây nó là cả một tuổi thơ của tôi. Thì ra chính vì vậy mà lúc nào anh cũng muốn phát triển cái sự nghiệp trên chính quê hương của mình đúng không? Mà tôi nghĩ quyết định về quê khởi nghiệp của tôi đó là một sai lầm. Nó khiến tôi đánh mất thứ mà tôi quý giá nhất. Khi nói tình yêu đó hả? Anh nghe tôi nói nè, nếu như mà tình yêu của anh là tình yêu thật sự thì không thể nào dễ dàng đánh mất được. Anh phải mạnh mẽ lên, hiểu không? Anh hiểu gì về tình yêu mà nói? Tôi nói cho anh biết, nếu như hai người không yêu nhau thật sự á, thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Ủa, tôi nói gì sai hả ta? Cậu Thiên Phúc ơi. Cô Thắm đợi cậu ngoài kia kìa. Thôi đi, dẫn tôi tới đó đi. Cậu ra trước đi, tí em ra nha. Thôi, anh ở đây suy nghĩ về tình yêu của mình nha, tôi gặp Thắm có chuyện. Anh Thọ, em biết là anh cũng buồn lắm, nhưng mà anh đừng có suy nghĩ quẩn. Rồi xong anh nhảy dưới sông nha. Nói gì vậy? Em có nói gì hết trơn á. Thôi em đi trước nha. Mọi người nghĩ mọi người bỏ rơi tôi là tôi sẽ buồn hả? Trong cuộc đời của tôi không có bao giờ có hai từ gục ngã.
Làm tới hả? Nãy giờ rồi và thấy anh đang lại hai bát thôi để cho anh lại cũng cái phải. Lại xưa giờ đứng cái nhúng cái lại cái nhúng cái lại bà má thích vậy dạ biết mà bởi vậy tôi để cho anh lại tôi mới lại tôi đâu có dám lại trước dạ cảm ơn cúng kiến tính tới đâu rồi xong chưa xong rồi chờ mang một cặp của chị qua là đưa lên thôi gì hả cặp gì cặp trái cây thanh long ở đầu mùa mình đó trời ơi hoang tại bởi cái kiểu của ông hồi xưa giờ ăn nói thiếu chữ này nghe nó kỳ lắm ha nói cho nó rõ đợi cặp thanh long của chị rồi đưa lên nó đợi cái cặp của chị đưa lên rồi ra dân chúng ta nghe ra ai biết cái gì thôi nè ai, thanh long ở nhà trồng có hai trái mới có hai trái là hái qua là có nghe dặn thọ nói mua chị hai trái quý đó dạ ngọt chị. Lắm cảm ơn chị dạ bà ma hưởng Rồi xong rồi phải không? Rồi rồi, chị ngồi đi. Dạ. Dạ, dạ tự nhiên, tôi thì anh biết cái tính tôi rồi. Dạ. Tôi tính hôm nay qua thắp nhang cho bác xong rồi cái thôi nói với anh chuyện, mình coi không ấy nếu mà được ngày thôi mình làm đám cưới luôn cho nó xong. Chị nói cái gì vậy? Tôi nghe lùng bùng quá. Quên. Coi nếu mà được ngày ngày lành tháng tốt mình làm đám cưới cho tụi nhỏ luôn cho rồi tôi thì tôi thấy vậy đó hai đứa là nó cũng chín mùi rồi thôi kệ mình làm đi chứ để có chuyện gì cái mất công mình mang tiếng dạ chị cái chuyện đám cưới của hai đứa nhỏ con Thắm với thằng Vạn Thọ chị thật ra tôi cũng muốn thưa chuyện với chị như thế này dạ thật ra thì chị sao tôi thấy cái mặt này tôi nghi lắm nè tôi hỏi đừng có giận nghe không anh ngại về vấn đề tiền bạc phải không anh đừng có ngại trời ơi anh biết tính của tôi mà tôi chơi xả láng lắm thôi bây giờ vậy nè tôi nói luôn chỗ mình cũng quá thân rồi nếu mà anh ngại vấn đề tiền bạc thì tôi sẽ bỏ hết tiền ra để tôi làm cho một cái đám rất là long trọng rất là rình rang lớn nhất trước cho giờ xong rồi đó tiền bạc đó từ từ mình trả lại sau nên bây giờ anh trả không được tháng thì anh trả tuần cũng được ý của tôi là cái khác nữa thôi hiểu rồi ngày xưa tôi với ông là yêu nhau mà tới với nhau không có được rồi bây giờ làm xui ra thấy ngại phải không trời ơi có gì đâu ngại cái chuyện ngày xưa là chuyện ngày xưa cái duyên nợ đó là do trời định rồi thấy không còn bây giờ là mình lớn hết rồi mình đâu có biết mình ngày mai như thế nào bây giờ mình lo cho tụi nhỏ thôi tụi nhỏ nó hạnh phúc là được rồi anh dạ ý của tôi không phải như vậy chị chứ sao bây giờ anh nói cho tôi nghe coi dạ ý của tôi là như thế này tới chưa vậy sắp tới rồi ủa Thắm đâu không có Thắm mà có Mận được không